Hello, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Bang Bang Gaming. Thì trong cái video này, mình sẽ chia sẻ mọi người một trong những cái sàn mà top 5 ở trên thế giới có số lượng giao dịch tiền điện tử cực kỳ rất là lớn. Và nếu anh em mà đã tham gia thị trường cryptocurrency lâu ấy, hoặc là anh em nào mới thì mọi người đều biết đến là một số sàn giao dịch tập trung như kiểu là Binance đúng không? Thì Binance thực sự nó là một kiểu gọi như ông vua ở sàn tập trung hiện tại rồi. Và Binance thì thực sự là mới đầu anh em nằm vào thị trường crypto ấy, đều nghe nói đấy và thấy mọi người nhắc đến sàn Binance. Nhưng mà một số sàn phía sau thì mọi người chưa biết được là nên sử dụng sàn nào, tại sao lại sử dụng sàn tiếp theo đó. Thì theo quan điểm cá nhân của mình nhá, thì mọi người có thể sử dụng các cái sàn mà theo thống kê top 10. Trong top 10 được mọi người nên sử dụng sàn đó, bởi vì những sàn đó thì nó sẽ có số lượng người giao dịch rất là nhiều, cộng thêm là số lượng volume giao dịch trong 24 giờ rất là cao. Chính vì thế cái lượng thanh khoản trên sàn đó rất là cao. Và trong video này thì mình sẽ cùng anh em tìm hiểu cái sàn KuCoin, một trong những sàn mà có số lượng giao dịch rất là lớn và nó có cả hệ sinh thái. Và theo như những cái thông tin mà mình tìm hiểu được thì KuCoin nó cũng có những cái bước đi nó khá là giống với Binance. Nó cũng có hệ sinh thái này, nó cũng có burn token hàng quý hàng tháng để giảm cái lượng lưu thông ra ngoài thị trường và tăng cái giá trị KSC là token của KuCoin. Ok, thì trong video này chúng ta cùng tìm hiểu về KuCoin nhá. Thì chúng ta sẽ đi từng phần như sau. Đầu tiên là sẽ là tìm hiểu thông tin về sàn KuCoin này. Cái thứ hai là chúng ta sẽ đăng ký và KYC xác thực cái sàn KuCoin như thế nào. Thứ ba là chúng ta sẽ đi qua một số cái gọi là cách mua bán giao dịch trên sàn KuCoin, cũng như là những cái tính năng hữu ích nổi bật mà sàn KuCoin có. Ok anh em, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Ok, đầu tiên là review về cái sàn KuCoin này. Thì KuCoin này là một trong top 5 cái sàn giao dịch tập trung lớn nhất thế giới về mạng tiền điện tử hiện tại. Thì ở đây chúng ta thấy là top 5 là sàn tập trung, nhưng mà họ tự nhận định mình là top 1 sàn giao dịch các cái altcoin, tức là rất nhiều altcoin trên sàn này với hơn 700 đồng coin này và hơn 1 tỷ giao dịch volume trong vòng 24 giờ, và có số lượng là trading platform social lớn nhất với khoảng là hơn 1 triệu cái new feed mỗi ngày, cũng như là có khoảng hơn 18 triệu global investor, tức là những nhà đầu tư trên toàn thế giới đã join vào cái sàn này. Và đây thì họ có thông tin là có khoảng hơn 20 cái cộng đồng global, cũng như là có hơn 200 quốc gia đã đang và sử dụng cái sàn KuCoin này. Và họ cũng nói là KuCoin thì hiện tại thì chơi gần như là 24/24 đúng không? Ít khi có gián đoạn. Và thực tế là theo trải nghiệm của mình ấy, thì mình đã trải nghiệm sàn KuCoin rất là lâu rồi. Và đúng như vậy, cái trải nghiệm người dùng có rất là tốt. Việc nạp, việc rút, deposit hay withdraw nó rất là nhanh và rất là mượt. Nói thế, làm như thế thì người dùng nó rất là thân thiện với người dùng. Và hiện tại họ cũng có tất cả các cái app như trên Google Play hoặc App Store đều có hết nhá. Anh em có thể tải về trên thiết bị mobile hoặc là dùng trên máy tính. Ok, thì ở trên CoinMarketCap chúng ta có thể vào phần exchange này, spot này, để chúng ta thấy được là sàn KuCoin hiện tại đang là top 5 cái điểm score, exchange score, tức là điểm đánh giá các cái sàn. Đây là các sàn tập trung nhá. Và hiện tại họ chỉ xếp sau Binance là số 1, chúng ta không nói đúng không? Xếp sau Binance FX này, Coinbase Exchange và Current. Và cái số lượng trading volume 24 giờ của KuCoin cũng rất là cao, hơn 1 tỷ đô. Và những đợt uptrend nó lên tới 4-5 tỷ đô một ngày, cực kỳ là kinh khủng đúng không? Chúng ta có thể thấy là KuCoin nó có khoảng các cặp giao dịch là hơn 1.300 cặp giao dịch và đã list khoảng hơn 720 cái token, cũng như là các cái token coin, altcoin trên đây rồi. Và họ cũng định vị họ là top 1 các cái sàn altcoin. Rất là nhiều sàn altcoin đây, và các altcoin đây thì nó sẽ được list trên đây và cái cơ hội pump giá của nó rất là cao. Đó, ok, đó là tổng quan về thông tin về sàn altcoin. Ngoài ra chúng ta có thể để ý một số thông tin nữa là cái sàn KuCoin này cũng có cả hệ sinh thái riêng của nó là KCC đó, Community Chain, KuCoin Community Chain. Nó cũng xây dựng để hỗ trợ phát triển sinh thái. Ngoài ra thì hàng tháng, hàng quý nó cũng đốt coin, nó tương tự như Binance đốt cái đồng KSC để giảm lưu thông cái đồng KSC ra ngoài thị trường, cũng như là tăng giá trị cho đồng KSC sau này. Và mọi người thì thấy là cái đầu token KSC của nó đã tăng đỉnh điểm rất là cao luôn, và hiện tại nó giữ giá cũng rất là ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với phần đăng ký và KYC cái tài khoản giao dịch chính sàn KuCoin này. Thì tại sao chúng ta lại nên sử dụng cái sàn KuCoin? Thì KuCoin là một trong sàn lớn đúng không? Và một số cái đồng coin ấy chưa được list trên Binance thì đã có ở KuCoin rồi, và chúng ta muốn giao dịch mua bán mà có ở trên một sàn tập trung thì chúng ta có thể là chọn KuCoin.
đó là một cái điểm lợi ích, bởi vì không phải bất cứ đồng coin nào được lên Binance, nên là chúng ta có thể lựa chọn phương án thứ hai là KuCoin. Ok, thì trên website của Bang Bang Gaming cũng đã có một cái bài viết rất là chi tiết để hướng dẫn mọi người đăng ký sản gì như KYC, có các cái phần này KuCoin là gì này, hướng dẫn đăng ký này, hướng dẫn KYC, thiết lập bảo mật, nạp tiền trên KuCoin này, rút tiền trên KuCoin và mua bán token trên KuCoin. Thì có rất là nhiều các phần, chúng ta anh em mà chưa được xem thì mọi người có thể, mình có thể để link dưới video nhé, thì mọi người đọc. Và các cái bước đăng ký xác minh thì website của Bang Bang Gaming đã hướng dẫn rất là kỹ, và mọi người chỉ việc đăng ký thôi. Ok, về đăng ký cái sàn KuCoin thì nó cũng tương tự như các sàn tập trung khác, nó rất đơn giản thôi. Thì mọi người vào trang chủ chính này, thì mọi người sẽ thấy là có cái sign up này, thì mọi người ấn vào. Sau đó mọi người sẽ nhập các thông tin để đăng ký. Ở đây sẽ có hai sự lựa chọn. Đầu tiên là chúng ta có thể đăng ký bằng email này. Thứ hai là đăng ký bằng số điện thoại. Thì mình recommend mọi người là đăng ký bằng email nhá. Anh em có thể đăng ký email. Mọi người nhập email ở đây này. Đó, mọi người ấn send code. Sau đó mọi người vào Gmail của mọi người. Và mọi người sẽ nhập cái mã code vào đây. Và mọi người sẽ nhập cái password. Thì password đây thì anh em lưu ý là nên để các ký tự viết hoa này, viết thường, chữ số và ký tự đặc biệt để tăng cường cái độ bảo mật lên. Và cái referral code này là cái referral code sàn Bang Bang của Bang Bang Gaming, sàn KuCoin của Bang Bang Gaming, thì anh em có thể ủng hộ Bang Bang nhé. Ok, và mọi người có thể ấn sign up để đăng ký. Sau khi sign up xong thì mọi người lại vào cái email mọi người để mọi người verify là ok nhá. Sau khi đăng ký thành công rồi thì mọi người đăng nhập vào. Sau khi mọi người đăng nhập thì cái việc đầu tiên là mọi người cần phải làm, bất cứ ở cái sàn tập trung nào, không kể là KuCoin, thì mọi người cần phải là bảo mật cái tài khoản của mình. Các cụ có một câu rất là hay, đó là trước khi muốn kiếm tiền thì mọi người phải biết cách giữ tiền trước. Cái việc bảo mật rất là quan trọng đúng không? Ok, thì anh em có thể đăng nhập vào này. Và mọi người sẽ ấn vào phần profile mọi người, và có cái phần KYC verification này, thì mọi người ấn vào đây. Thì verify ở KuCoin nó sẽ có hai mức độ. Đầu tiên là verify ở mức cơ bản. Thì mức cơ bản này nó rất đơn giản thôi. Mọi người đây mình đã verify mức cơ bản rồi này. Là mọi người nhập tên này, quốc gia này, và nhập căn cước công dân hoặc là chứng minh nhân dân hoặc là bằng lái xe, thì mọi người nhập số vào thôi là ok. Còn cái xác thực nâng cao thì mọi người có thể bắt đầu xác thực nâng cao này để tăng cường cái việc là withdraw, tức là nạp rút được hơn. Thì đây sau khi mà xác thực cơ bản thì mọi người đã được nạp rút rồi, chay các thứ rồi, nhưng mà xác thực nâng cao thì mọi người sẽ nâng cao cái số lượng mà rút mỗi ngày lên. Ví dụ sau khi xác thực nâng cao xong thì mọi người có thể là rút được 200 BTC mỗi ngày, một số rất là lớn đúng không? Chúng ta ấn vào Start Verification này. Thì đây chúng ta cần download cái app KuCoin và chúng ta sẽ có thể là hoàn thành trong vòng 2-10 ngày. Thì đây có một điểm rất hay là Bang Bang Gaming thì cũng có cái gọi là mối quan hệ với sàn KuCoin, đối tác với sàn KuCoin, nên là mọi người có thể là inbox với admin của KuCoin Việt Nam này, KC Việt Nam CM4, và gửi UID cho họ để họ được KYC trong vòng 3 tiếng. Thì đây là một cái điểm lợi thế của mọi người. Thì anh em nào chưa có tài khoản thì mọi người nhanh tay đăng ký và nhớ inbox cho admin để được KYC sớm nhất nhé. Thì các cái bước thì trên website Bang Bang Gaming đã hướng dẫn rất là kỹ rồi, mọi người upload các thông tin lên thôi. Ok, sau khi mà upload thì mọi người sẽ bảo mật đúng không, KYC xong sẽ là bảo mật này. Thì mọi người sẽ vào phần Account Security, tức là bảo mật tài khoản. Thì đây chúng ta có một cái đặc điểm nổi bật của KuCoin là KuCoin cũng có rất nhiều các cái phần bảo mật. Thì anh em có thể xem là có thể dùng Who Authent này, đó, có thể dùng phone này, đó. Khi mà chúng ta nạp, chúng ta rút thì chúng ta bắt buộc phải 3 lớp xác thực là email này, mã email này, mã gửi về số điện thoại này, và mã Google FA, 3 lớp rất là cao luôn. Và có cả trading password nữa, thì mình có thể set thiết lập từng phần một. Tiếp theo là chúng ta đi về phần tài khoản của chúng ta đúng không, về phần ví này. Thì chúng ta có thể vào main account. Thì đây có các loại account, tức là các loại tài khoản. Main account là tài khoản chính này, trading account là tài khoản để chúng ta giao dịch, margin account và future account là các tài khoản mà chúng ta có thể sử dụng đòn bẩy. Thì tài khoản chính này là để chúng ta có thể là nạp vào đây và rút thì phải rút từ đây về, rút về ví của cá nhân chúng ta. Còn khi mà muốn giao dịch thì chúng ta phải chuyển từ main account sang trading account. Đó là một phần lưu ý trên sàn KuCoin nhé. Các bạn ấn vào main account này thì có các cái phần tiền đây, thì chúng ta có thể là nạp các cái phần token, nạp rút, nó rất đơn giản thôi. Ví dụ chúng ta muốn nạp USDT đúng không, chúng ta ấn vào phần deposit này. Đó, chúng ta sẽ lựa chọn cái network. Network đây thì có rất nhiều, Ethereum này, Tron này, KCC này, Solana này, Agorand này, LS này. Thường thì chúng ta sẽ sử dụng Tron đúng không, để phí nó rẻ, hoặc là Solana cũng được.
Đó, tương tự như withdraw cũng vậy, khi chúng ta muốn withdraw chúng ta cũng tương tự chọn địa chỉ, chọn mạng, chúng ta thêm địa chỉ vào. Wallet này là địa chỉ chúng ta, mạng nào, từ mạng TRC này, TRX này, chúng ta submit và chúng ta rút về thôi. Thì có các bước bảo mật như vậy thì chúng ta sẽ rất an toàn trên sàn KuCoin. Và một cái điểm hay nữa là chúng ta nên sử dụng nhiều sàn tập trung, bởi vì là chúng ta không nên bỏ hết trứng một giỏ. Ví dụ chúng ta để hết số tiền chúng ta trên sàn Binance đúng không, thì cũng không ai đảm bảo 100% là sàn Binance nó rất là lớn rồi ok đúng không, nhưng mà không phải đảm bảo 100% là nó sẽ kiểu an toàn 100% cả. Thì chúng ta nên giải ra nhiều sàn khác nhau. Ok, phần tiếp theo mình muốn chia sẻ với anh em đó chính là về cái phần mà một số tính năng ở trên sàn hữu ích mà trên sàn KuCoin này có. Thì đây chúng ta có thể xem phần earn này. Phần earn này là để chúng ta có thể là thu nhập thụ động từ cái sàn KuCoin này. Có crypto lending này, tức là chúng ta nó hiểu tương tự như là chúng ta gửi các cái đồng crypto chúng ta vào và chúng ta sẽ nhận lãi suất hàng ngày hàng tháng. Cũng như là KuCoin earn này, hoặc là KuCoin spotlight. Thì đây chúng ta sẽ chú ý đến ba cái phần đầu tiên. Phần đầu tiên là KuCoin lending, crypto lending này, KuCoin earn này, giả sử KuCoin earn nhé, và KuCoin spotlight. Ví dụ KuCoin earn này thì chúng ta có thể thấy là chúng ta có thể gửi các cái token hoặc là các đồng coin crypto để chúng ta nhận lãi suất, hoặc có các cái phần luôn. Thì đây chúng ta có thể thấy vụ USDT này trong 14 ngày mà API đến tận 30.27%, một cực con số rất là lớn, rất là ok luôn, và nó sẽ lãi nó cao hơn ngân hàng truyền thống rất là nhiều đúng không anh em. Đó, chúng ta có thể lựa chọn đây 14 ngày này và lãi suất là 30.27%. Chúng ta nạp USDD vào, đây là USDD nhé, thì chúng ta sẽ có và chúng ta sẽ submit và nhận lãi hàng ngày luôn, và trước thời hạn thì chúng ta vẫn rút ra được và chúng ta vẫn nhận lãi như bình thường. Ngoài ra thì chúng ta có phần spotlight, KuCoin spotlight là đây các cái token, các cái dự án mà muốn kiểu lăn pass trên cái sàn KuCoin thì chúng ta cũng liên hệ với sàn KuCoin để có thể được lăn pass. Và đây cũng sau khi mà lăn pass thường thì các dự án sẽ được list trên đây luôn, thì họ sẽ có các quan hệ đối tác với nhau và rất nhiều dự án list trên đây rồi. Thế anh em có thể tìm kiếm lợi nhuận từ những cái dự án list trên đây. Và một cái điểm đặc biệt là anh em phải tìm hiểu rất là kỹ về các dự án cũng như là cách thức tham gia cái lăn pass trên sàn KuCoin này, đặc biệt là chúng ta phải hold hay là stake các cái token KSC, token của sàn KuCoin nhé. Ok anh em, vậy là trong video này thì mình và mọi người cũng đã tìm hiểu review thông tin về sàn KuCoin, một trong cái sàn top 5 sàn tập trung lớn nhất trên thế giới về mạng giao dịch điện tử, cũng như là top 1 về sàn Ancoin. Họ list khoảng hơn 700 cái token Ancoin trên đây rồi. Và mọi người cũng đã biết là cách đăng ký này, cách xác thực tài khoản cũng như là cách bảo mật tài khoản, và một số thông tin liên quan đến cách nạp rút, trading giao dịch và một số cái tiện ích trên cái sàn KuCoin, như kiểu là chúng ta sẽ gửi lãi suất hàng ngày và có cái thu nhập thụ động trên đây. Ok, nếu anh em nào mà có phần nào chưa hiểu hoặc thắc mắc hoặc vướng phần nào thì mọi người có comment dưới video nhé. Mình biết thì mình sẽ nhiệt tình để trả lời mọi người. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn theo dõi và đồng hành cùng Bang Bang Gaming. Thì rất hy vọng mọi người sẽ like video này và share video này đến nhiều người biết nữa. Ok, xin chào anh em và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.